Hôm nay thì xin giới thiệu đến các anh em cái kèo đào coin có tên là Goodola. Thì Goodola là một cái dự án tiền điện tử được sáng lập bởi Yoni Asia, là founder và CEO của cái sàn Etoro, là một trong những cái sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng tại nước Mỹ. Đấy, thì các bạn phải hình dung đây là một cái coin được sáng lập bởi một cái nhà sáng lập ra cái sàn giao dịch tiền điện tử, do đó rất là tiềm năng. Thì đây là cái giao diện để có thể đào được Goodola. Các bạn ấn vào một nút claim này, cái sau 7 giờ tối hàng ngày thì các bạn sẽ vào một phiên khai thác mới. Ở đây thì Goodola đang chạy trên hai mạng, mạng Celo và mạng Fuse, thì các bạn có thể claim đồng thời cả hai cái mạng lưới này. Các bạn có thể ấn vào cái đường link mình sẽ để ở dưới mục mô tả clip này. Đấy, thì để vào đăng ký cái kèo đào Goodola, các bạn có thể tải app trên điện thoại và các loại điện thoại. Và lưu ý là trong thời gian này Goodola đang có cái chương trình tặng thưởng rất là hấp dẫn, với mỗi một rep đào các bạn có thể nhận được 1.000 Goodola. Thì mình sẽ hướng dẫn một chút về việc các bạn đăng ký như thế nào. Các bạn ấn vào cái đường link mình để ở dưới mục mô tả và đăng ký bằng Gmail hoặc là đăng nhập bằng Google, tài khoản Google các bạn, thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải xác minh. Các bạn chỉ cần xác minh một lần thôi. Cái này khác với lại các cái kèo đào coin khác là phải xác minh bằng email, thì nó xác định xác minh bằng 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 quét khuôn mặt của các bạn. Nó giống như là cái app Satoshi mà các bạn nào mà theo theo đuổi cái dự án đấy trước đây. Nó rất là nhanh và chỉ cần một lần. Nó giống như một việc xác thực KYC các cái tài khoản mà các bạn thực hiện đào cái kèo này. Nó rất đơn giản nhé. Các bạn ấn vào mục Verify Me này. Đây nó yêu cầu là bạn phải xác minh bạn là người thật, không phải là một con robot đào coin. Đó, nó dự án khá là minh bạch. Thì sau khi mà có cái thông báo đấy, các bạn ấn vào OK I verify me ấy, thì nó sẽ ra một cái thông báo là cho phép, hỏi là bạn có cho phép truy cập vào cái camera của các bạn để có thể quét khuôn mặt của các bạn không. Thì các bạn ấn vào I understand rồi, và các bạn sẽ cho phép Goodola chụp ảnh và quay video. Đấy, các bạn tích vào mục trong khi dùng ứng dụng này. Đấy, đây là cái hướng dẫn của cái app này đối với việc các bạn quét khuôn mặt. Các bạn phải giữ camera làm sao cho cái khuôn mặt của bạn nó nằm ở trong cái khuôn hình này. Đó, các bạn nhìn vào cái camera của bạn để cho nó vừa cái khung hình nó được hiển thị ở đây. Rồi thì tránh cười và cả đèn hất sáng ở phía sau, bạn ấn vào Got It và chuyển sang bước tiếp theo. Thì các bạn có thể làm một hai lần nó chưa được chuẩn thì các bạn có thể ấn vào làm lại. Đây như mình đã phải làm lại này, các bạn ấn vào Try Again. Rồi, sau khi mà các bạn nó sẽ báo thành công Verify you one of a kind đấy, thì nó sẽ báo thành công bằng cách này. Nó khen bạn rất là xinh đẹp các thứ linh tinh linh tinh. Rồi thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong các cái bước quét khuôn mặt để có thể đào được Goodola. Các bạn quay trở lại app đào và phải nhấn ấn nút claim. Mỗi một ngày các bạn sẽ được claim một lần. Đó, một lần với mỗi mạng. Bạn claim với Celo, bạn claim với mạng Fuse. Đây, mình đang để ở mạng Fuse. Thì mỗi một ngày mình nhận được trung bình khoảng 19,32, 19 đồng Goodola đó. Rất là đều đặn nhá. Và với việc các bạn ấn vào mạng Celo thì bạn cũng có thể claim cả Goodola trên mạng Celo này. Đó, đây là như mình đã được nhận được 1.000 Goodola bằng cách là mời những người khác tham gia. Đấy, các bạn có thể tích cực mời bạn bè, người thân tham gia cái dự án này. Dự án này là một cái dự án mà chủ sàn Etoro mong muốn là mọi người đều có sự bình đẳng. Do đó thì bạn có claim sớm hay claim muộn đấy, thì tất cả mọi người trong một ngày khi mà tham gia vào dự án Goodola này đều được chia đều cái đồng Goodola của ngày hôm đấy, không có người nhiều hơn, không có người thấp hơn. Do đó nó khích lệ mọi người kiên trì tham gia dự án này, càng tham gia lâu thì càng nhận được nhiều, chứ không phải là dĩ nhiên thì các bạn tuyển được thêm nhiều người tham gia vào dự án thì bạn cũng sẽ có phần thưởng, dĩ nhiên rồi, đó công sức của mình cả mà, không các bạn. Đó thì đây là một cái dạng thu nhập bình đẳng mà chủ sàn Ethereum mong muốn được chia sẻ đến tất cả mọi người trên thế giới, tạo sự bình đẳng. Do đó, đây là một cái kèo rất là hứa hẹn nên mọi người có thể tham gia nhé, tham gia sớm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong các cái video giới thiệu về các dự án airdrop tiềm năng khác của kênh Invest TV.